Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con là dân Cha cả sáng, dân Cha chủ nhân, dân Cha chúng ta cùng dân Cha. Xin Cha cho chúng con hôm nay là chúng con. Là Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con họp nhau đây để đón nhận một người bệnh nhân từ Đài Loan về đây để được chữa bệnh ung thư bao tử. Chúng con cầu xin Chúa là đứng vào lòng thương xót, chữa lành cho người anh em của chúng con, giống như lời Chúa đã dạy chúng con. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài hạ bạ. Và chúng con ở đây cũng đón nhận tất cả mọi người, giống như lời dạy của Chúa, là đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài hạ bạ. Xin Chúa chữa lành cho anh em. Xin các bạn trên cộng đồng mạng hãy cầu nguyện cho người anh em của chúng ta. Xin các đặng linh hồn phù hộ cho chúng con trong việc chữa lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Con cầu vì danh Chúa nhân từ cho các đặng linh hồn xem theo lời Đức Kitô Chúa. Kính thưa Bác Đông, kính thưa tất cả mọi người chúng ta đang có mặt ở đây. Cha cũng giới thiệu với anh chị em luôn, với trên cộng đồng mạng luôn, thì trong tương lai đó thì cha sẽ được gọi là xây dựng cái nhà thương lòng Chúa thương xót. Thì ở trên cái nhà thương lòng Chúa thương xót này thì có bác sĩ Đông Y Nguyễn Văn Đồng, là người Việt Nam nhưng mà quốc tịch Mỹ. Và bác sẽ trở về đây để bác làm giám đốc của cái nhà thương lòng Chúa thương xót này nha. Okay, I would like to introduce with you in our our website. For public people in the future, and present now, we build the hospital for cancer patient, and we would like healer Dr. Peter Nguyen Văn Đông come here to exceptional director to take care to help the people have cancer here in this charity humanity hospital. Cha cũng nói thêm là bác Đông là biết thành thạo hai thứ tiếng. Một là thứ tiếng Anh, hai là thứ tiếng Đức, ba là thứ tiếng Tây Ban Nha. Ba thứ tiếng thành thạo là một là tiếng Tây Ban Nha, hai là tiếng Anh, ba là tiếng Đức. Còn tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ rồi. Như vậy là hiện tại bác Đông mình đã nói thông thạo được bốn thứ tiếng. Và nói cơ bản thứ tiếng nào? Thái, Campuchia. Thái và Campuchia. Quảng Đông. Có nghĩa là hiện tại tạm thời là bác Đông đã thông thạo được bốn thứ tiếng. Một là tiếng Việt, hai là tiếng Anh, ba là tiếng Đức, bốn là tiếng Tây Ban Nha. Còn tiếng Thái, tiếng Campuchia, tiếng Quảng Đông nữa là sáu thứ tiếng. Như vậy anh chị em thấy cái phòng khám của mình nó lớn chuyện không? I would like to introduce Master Dong. Can speak basic for language, Vietnamese, English, German, Spanish, and some
Thai, Cambodia, the language. He went on the world in Europe, Australia, Africa, Asia, to hand out, to teach with the acupuncture, Vietnamese, the faith therapy, Yin Chen. Ich möchte mit euch auch vorstellen, Dr. Peter Nguyen. Er geht überall in der Welt, Afrika, Australien, Amerika, in viele Länder, to teach and therapy for viele people and Natur und in Gegenwart. Er kommt hier to help us to and Master Priester Nguyễn Văn Tương Phaero exceptional air here to director to besorgen these Krebs Hospital in Dong Lớn, Vinh Kim, Trà Vinh, Việt Nam. Như vậy, điều cha muốn nói với anh chị em trên cộng đồng mạng đó là hiện tại là cái phòng khám của chúng ta là có bác sĩ Đông Y Nguyễn Văn Đông đã làm đặc trách ở phòng khám này cùng với 6 lương y mà chúng ta đang có mặt ở đây. Được sự xác nhận của chính quyền địa phương tại đây, tại ấp Chuồng Lớn, xã Vinh Kim này đã cho phép bác Đông cũng như là 6 lương y này đã thành thạo về vấn đề mở phòng khám để chữa các loại bệnh nan y. Và không phải là chúng ta chữa cho người Việt Nam mà chúng ta sẽ chữa cho 196 quốc gia nếu quốc gia nào có điều kiện đến đây. Cụ thể hôm nay chúng ta thấy có một người ở quốc gia nước nào? Đài Loan, Đài Loan về đây. Đây chúng ta nhìn thấy người Đài Loan đang có mặt với chúng ta đây. Tuy nhiên theo lý thì bác Đông sẽ nói chuyện với người Đài Loan này, nhưng mà người Đài Loan này không nói được tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, cho nên tiếng Quảng Đông, cho nên phải nhờ hai đứa con thông dịch giùm. So, our hospital now, Mr. Dong is the leader to help the hospital. Otherwise, we have 6 healer here, therapist together to help the patient. We not only accept Vietnamese patient, but we accept overseas patient too. Example, today we accept one overseas cancer patient come from Taiwan. Also, unser Hospital, Krebs Hospital, Krankenhaus, Hoder, Dr. Dong is the director here, nicht nur Dr. Dong, John, we have our sixth therapy healer here, or to help the schwer Krankheit Leute. We annehmen nicht nur Vietnamese patient, sondern annehmen alle patient come auf der Welt. If you need to have, but we are very proud to come here und we therapy. Mit nicht bezahlen, nur die Charity Güter für die, unser Ziel ist für
helfen die arm and krankheit Leute. Nãy giờ bác nói tiếng gì? Tiếng Anh rồi tiếng Đức. Bởi vì cho mệt quá lẽ. Cái nghe cho mệt quá tí. Cho mới nhớ lại là anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương con ơi. Mệt quá lẽ. Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng, bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng là Trung Quốc, Taiwan nhưng mà chung một nhà. The master say we are Vietnamese, we need to have Vietnamese people up. But that is not our sea. Our sea is the what is our country, and our people is our relatives. The master Pharaoh Nguyễn Văn Tường had said that the Vietnamese must helfen lieber die Vietnamese, aber unter sie ist alle Welt, ist unsere Heimat. Und alle Leute ist unsere Freude, Bruder. Tóm lại chúng ta cho bác Đông tràn pháo tay anh chị. Danke. Coi như là hôm nay là ra mắt những bệnh nhân thôi, để cho bệnh nhân biết rằng là từ xưa đến giờ là phòng khám này tưởng nó là nhà lá, nhưng mà giờ mới phát hiện ra là có nhiều người có nhiều thứ tiếng này ở đây. Nhà lá mà có ông Phật đỏ. Unser Krebs Hospital mit dem Blätter da ist ziemlich arm, aber unser Herz immer look like gold. Our roof is with the leaf. You can see it's a poor hospital, but the house has many gold heart in every the healer here. Rồi, bây giờ cho con mượn. Bây giờ đó là anh chị em biết là cha nói bây giờ phòng khám này trong tương lai nó sẽ là nhà thương lòng Chúa thương xót để trị cho 196 quốc gia, mà Chúa đã chuẩn bị cho cái nhà thương này một nhân vật là biết 6 thứ tiếng, 4 thứ tiếng thông thạo, còn hai thứ tiếng là thông dụng, nói để kiếm cơm ăn được đó, là hai thứ tiếng đó là Thái Lan và Campuchia. Nghe cha nói chuyện vui không? Vui lắm phải không? Khoan đã. Rồi tiếp theo, ngày nào mà bác sĩ Đông Y Nguyễn Văn Đồng còn ở đây thì bác sĩ Đông Y Nguyễn Văn Đồng nhận bệnh ha. Rồi bác sĩ Đông Y Nguyễn Đồng sẽ ký tên vào đơn này cùng với các lương y, cha ngồi cha làm chứng. Bởi vì cha bây giờ là người ta là có áo giáp không à, áo giáp, còn cha là thường dân Nam Bộ, nít nôi ngọn bên, hiểu không? Nhưng mà khi nào bác Đồng về Mỹ thì ở đây cha mới sẽ ngồi đây cha cùng với các bệnh, các lương y nhận bệnh nha. Vậy cha chúc mừng cho anh chị em nha. Rồi cứ việc vậy mà theo cái đường lối này để mà làm việc ha. Riêng về tất cả những người ở Việt Nam thì do bởi là cha biết rành tiếng Việt Nam thì cha sẽ dạy đạo lý của Việt Nam cho nghe. Còn các người ở các quốc gia khác thì như cha nói hồi nãy đó, cha không nói đạo lý cho những quốc gia khác nghe được. Vì cha là người Việt Nam, cha chỉ nói tiếng Việt Nam thôi, còn những tiếng khác thì cha chỉ nói để kiếm cơm ăn thôi, chứ không có nói đạo lý cho người ta hiểu được. Ha. Như vậy thì để cha nói cái lý do mà cha nhận bệnh những quốc gia khác. Do bởi ở nước Việt Nam mình á, thì nó còn nhiều cái nhiêu khê về cái luật pháp về tôn giáo nó nhiêu khê lắm. Do vậy mà phải có cái nguyên tắc, ví dụ như người Công giáo thì Đức Giám Mục đưa về,
Còn người Phật giáo hay là các tôn giáo khác thì có đại diện của chùa hay là của cao đài đưa về, hay là của miếu thất gì đó đưa về. Còn người công dân Việt Nam mà không có tôn giáo nào thì chữ thập đỏ đưa về. Còn riêng về các quốc gia khác ngoài cái lãnh thổ Việt Nam thì ít nhất là phải có một cái hộ chiếu, gọi là cái passport đó, phải không? Nói chung là cái quốc tịch, cái quốc tịch của người đó ở nước đó. Và cái người đó về phải có một người đại diện đưa về. Thí dụ như ông này ông về thì có con dâu của ông đưa về. Nhưng mà để biết anh là con dâu của ông này thì anh phải đưa ra cái giấy là giấy kết hôn. À, đây là cái giấy kết hôn giữa Việt Nam và Taiwan. Đây là giấy kết hôn, thì đây là những cái bằng chứng hữu hình để không có gạt gẫm cái phòng khám này. Nhưng mà phòng khám này ăn chay uống rau cỏ mà có gì đâu gạt, phải không? Gạt đâu chứ gạt đây gì? Đây chữa bệnh gạt gì, phải không nè? Đây nhà lá mà có gì đâu gạt. Nhưng cái quan trọng cho muốn nói nữa là cái nguyên tắc của các quốc gia khác. Bởi vì bây giờ ông này ông ở Taiwan mà giờ biểu ông sư trụ trì chùa dẫn về chắc không có thể nào ông dẫn về được, phải không nè? Khó lắm. Rồi đi qua năm ngăn bảy sông, năm ngăn bảy núi sao dẫn về được. Nhưng mà người Việt Nam thì khác. Người Việt Nam tại vì cái luật lệ tôn giáo nó còn khắt khe quá. Do vậy mà những người đại diện tôn giáo phải đưa về. Rồi cha nói tiếp. Những người như vậy thì cha chỉ biết tiếng Việt, ổng biết tiếng Đài Loan thôi. Thì giữa cha với ổng là bất đồng ngôn ngữ thì có ông bác sĩ đồng. Ổng sẽ đứng ra, ổng sẽ ngồi chính giữa, ổng giải thích giữa cha với ổng. Nhưng riêng về phía đạo lý cho ổng nghe thì chúng con phải nghe. Chúng con phải giải thích nha. Thì hồi nãy giờ đó thì bác Đồng đã nói cho mọi người biết là bác Đồng đã có trách nhiệm gì ở đây. Là bác sĩ đông y tại cái nhà thương lòng Chúa Thương Xót này để chữa trị các bệnh nhân nan y. Và chữa trị cho 196 quốc gia. Và hiện tại thì bác Đồng đã có một cái cấp phép là chữa 196 quốc gia. Cho nên bác Đồng muốn đi nước nào bác Đồng chữa cũng được hết. Vậy thì bác Đồng chọn ở đất nước Việt Nam là cái nơi để bác trở về bác phục vụ. Nhưng mà quả thật thì nói cho sát nghĩa thì hiện nay 196 quốc gia, không có quốc gia nào mà đã nghiên cứu được cái công nghệ nano để chữa trị ung thư hay là chữa trị nan y. Cho nên thì thôi thì bác Đồng bây giờ có qua Taiwan thì cũng không chữa được ung thư. Thôi thì cuối cùng còn chỗ này để chữa ung thư. Chữa được các bệnh nan y thì bác Đồng, Chúa cũng gửi gắm bác Đồng về đây để phụng sự cho bà con ha. Thì đó là điều cha rất là cảm ơn Chúa, cảm ơn bác Đồng và mừng cho mọi người nha. Mừng cho mọi người là có những nhân vật như vậy để giúp đỡ những người ở quốc gia khác về đây. Còn đối với cha, những người quốc gia khác thì cha không làm được. Ví dụ như ngày mai này cha đi Phi Châu, cha chữa bệnh thì phải có bác Đồng đi với cha để qua bên đó mà nói tiếng Taiwan là cha nói không được, cha nói tiếng Taiwan được. nói gì quơ Taiwan được, còn Taiwan cha nói không được ha. Thì qua bển cha chữa bệnh, nhưng mà bác Đồng là bác sĩ rồi ổng giải thích rồi ổng chữa bệnh với cha thì được. Bên đó bên Canada mình có nhóm người nữa, có một nhóm nhà nghiên cứu đang chuẩn bị tinh thần để cho bác Đồng từ bên Mỹ về Phi Châu, cha từ Việt Nam qua Phi Châu. Thì cái phòng khám này còn lại là giao lại cho các lương y ở đây. Đặc biệt đó là thầy Tấn Thanh, rồi thầy Thanh Tâm, thầy Tiến, thầy Tây, thầy Tiến, thầy Hạnh. Đó là những thầy này sẽ đặt trách ở đây. Đến khi cha về thì cha sẽ tiếp tục. Còn sáu sổ lòng biết thở nào ra, bây giờ nào vô chứ. Bây giờ cha đây là cha ở trong lòng, mà cha bay đi nước khác rồi biết thở nào cha về đây, phải không nè? Con có xin cũng không được con nha. Bây giờ cha nói con hiểu rồi đó nha. Bây giờ về phía bệnh nhân của con nha. Chúng con là người Công giáo đúng không? Thì chúng con phải hiểu Chúa là tình yêu, Thiên Chúa là tình yêu. Chúng ta hãy yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta. Vậy thì giữa cha và chúng con không biết nhau,
nhưng mà cha vẫn thương chúng con, rồi chúng con vẫn thương cha, rồi cha vẫn tạo điều kiện để chữa bệnh cho người thân của chúng con đây, phải không nè? Vậy điều cha muốn nói với chúng con một cái đạo lý hết sức là gần gũi là chúng con không được gạt gẫm cha ở đây, được không con? Dạ. Yeah. Chúng con dẫn người thân đến đây thì tuy chúng con có trình giấy tờ với cha đầy đủ, nhưng mà chúng con vẫn phải thương cha, không được gạt cha ở đây nha. Tức là không được phá đời cha. Không được phá đời cha nha. Đến đây chữa bệnh. Hiểu không? Con không dám phá đời cha đâu, nhưng mà con làm mất vinh dự á. Rồi, cha nói gì tôi còn hiểu thêm ha. Vậy, vì thương nhau mà chữa bệnh cho nhau nha. Cũng may mắn cho chúng con là hãnh diện với bên nhà chồng là có một ông này ông hiểu tiếng Quảng Đông, tiếng Hoa, tiếng Taiwan, để ông giới thiệu từ từ rồi ông sẽ nói chuyện với ông này sau. Còn ông bây giờ mới đáp ở sân bay xuống Việt Nam tới đây, ông giờ giống như chim mới đậu, chưa biết gì hết. Thì hồ sơ bệnh án của ông là hồ sơ Taiwan, là hồ sơ của ung thư dạ dày, là thầy Thanh đã báo với cha vậy. Nhưng con ơi, để cho nó rõ ràng và danh chánh ngôn thuận và chữa bệnh ung thư cho nó nhanh chóng mau lẹ, cho nó hết bệnh, thì hôm nay bác Đồng, cha và các lương y nhận bệnh ba chồng con xong rồi, con phải đưa ba chồng con lên trung tâm hòa hảo xét nghiệm lại. Không phải cha chê bác sĩ bên Đài Loan, không có, cha không có chê, nhưng mà từ cái ngày ông khám nghiệm bên Đài Loan về tới đây thì nó xa rồi. Bây giờ cha muốn chúng con phải đưa bệnh nhân lên trung tâm hòa hảo của Việt Nam mình đó, xét nghiệm trong vòng buổi sáng là xong, chiều con chở về đây tới chiều, nằm ở đây luôn, rồi sau đó là chữa bệnh thời gian là xong, rồi rút nhau về bên Đài Loan. Tại vì giới thiệu lên bệnh viện hòa hảo. Thì tụi con sẽ đưa ông lên hòa hảo tự khám nghiệm, là người ta khám theo cái công thức của người ta thôi, không cần phải giới thiệu. Tụi con cứ đưa lên đó bắt số rồi tự người ta khám. Lát nữa thầy Thanh sẽ giới thiệu cho chúng con về cái cách đi khám bệnh, khám chỗ nào thôi, trong cơ thể mình khám chỗ nào để chữa cho lẹ nha. Với lại khỏi mất công phải nhờ bác Đông thông dịch ra tiếng Đài Loan, mai mốt cũng đi về Mỹ ra ai thông dịch ha. Cho nên mình người nhà mình có cái cách của mình, tuy mình chữa cho những quốc gia khác nhưng mà mình có cái cách chữa của mình ha. Ở đây cha nói đạo lý cho chúng con nghe nha. Chúng con làm sáng danh Chúa dữ lắm. Chúng con một mặt là chúng con vì tình nghĩa đưa ba chồng về đây để chữa bệnh, nhưng mà ẩn tình đằng sau đó chúng con làm sáng danh Chúa, chứ không phải cha hay bác Đồng ở đây. Cha mừng cho chúng con nha. Chúng con này rao truyền Chúa cho những nơi xa xôi như vậy để biết được Chúa, là nơi này là lòng thương xót của Chúa nha. Cha mừng cho chúng con như vậy. Nhưng chúng con cũng phải ráng tu hành. Mình ở xa nhà, xa quê, mình cố gắng mình tìm những cái thứ gì đó mà thế gian đang cần, chứ không phải tụi con tìm cái thứ mà Chúa đang cần đâu. Phải vậy không? Chúng con đang tìm tiền bạc, giàu sang, chức quyền, nhà lầu, xe hơi, chồng đẹp, con ngoan. Chúng con đang tìm những thứ đó. Chớ ở bên đó chúng con không có tìm cái chuyện Chúa muốn chúng con tìm. Nhưng chúng con đưa ông này về đây, một cách nào đó Chúa đang muốn chúng con đi tìm cái tình thương đó. Vậy những năm tháng mà chúng con sẽ về bên Đài Loan chúng con ở, khi nào nằm trong chòi, trong vách một mình, chúng con nhớ lại lời của cha dạy. Mình nằm ở đây không phải mình đi tìm Chúa, mà mình đi tìm thế gian không. Phải vậy không? Nhà lầu, xe hơi, chồng đẹp, con ngoan, đủ thứ chuyện đi tìm cái đó, đó rồi gửi những thứ đó về cho cha má mình, vì xưa nay cha má mình nghèo quá. Phải vậy không? Mình đi tìm những cái thứ đó. Vậy những năm tháng chúng con ở bên đó, chúng con từng nằm trong cái góc chòi, chúng con hiểu điều này mà. Phải không? Chúng con đau khổ vì cái chuyện mà chúng con đi tìm đồng tiền đó. Đôi khi chúng con ân hận và hối hận như đó. Nhưng mà lỡ bước lên lưng cọp rồi thì phải bước cho tới luôn.
mà từ cái ngày bước lên lưng cọp tới ngày hôm nay thì không ai nói đạo lý này cho chúng con nghe. Cha nói vậy có đúng không? Con có ý kiến gì không? Con nói cho cha nghe. Con nói từ cái lòng con. Con nói đại ở đây mọi người thương con. Con nói đại, con nói về những năm tháng mà con đang đau khổ. Con nói đại, không ai ai cũng thương con. Dạ, lời của cha nói thì đúng. Đôi lúc nói không phải là đi nước ngoài là sung sướng đó cha. Khổ lắm. Dạ, vì hoàn cảnh thôi chứ đi nước ngoài thì cũng làm, đôi lúc không có được đi tới nhà thờ, không được gặp Chúa cả. Em khi mình nhớ Chúa mà nói chung vì hoàn cảnh này là sống với những người sống, dạ, không quen, không có tình cảm gì hết trơn. Dạ, đôi lúc như vật chất mình có đầy đủ thì nhưng mà mình thiếu cái tình cảm, nhưng mà mình cảm thấy cô đơn như hiu quạnh lắm. Dạ, không hôm có nay cái tình con về con gặp cha và những người đây con thấy cảm con động. Mừng lắm. Dạ, nghe cái lòng của con nó ấm lời không? Dạ, tại lâu quá con không có nghe được những lời này. Ừ, con đi bạn 10 năm rồi đó. Dạ, con tự nhiên trái tim con nó ấm lời phải không? Dạ, tự nhiên con cảm thấy xung quanh con có những người thương nhất. Dạ. Nó nút tiền bạc vật chất nhưng mà nó không có cho mình được cái sự bình an, cái sự hạnh phúc mà cái lòng mình nó ấm áp giống như rồi trong thời gian này vậy. Ngay giờ này, ngay giờ này con khóc chứ không phải là con đau khổ. Khóc vì bình an. Dạ. Khóc vì hạnh phúc. Dạ dạ dạ. Còn có những con người hiểu được lòng con nha. Con khóc vì con vui mừng chứ không phải con khóc vì con đau khổ. Dạ dạ, cái này là để con vui mừng quá, con lâu quá con không có được nghe những cái lời ấm áp như vậy mà nghe. Nghe cha nói giống như vậy. Ở bên Đài Loan đó con. Cứ để cho ông nói, cứ để cho ông nói đi. À con à, những ngày tháng con ở Đài Loan đó, con phải nhớ về Chúa nha con. Cái đó là cái điều cha mong mỏi chúng con. Hôm nay con ngồi đây con khóc không phải vì con nghèo, không phải vì con bị chồng bỏ, không phải vì con không có con. Nhưng mà con ngồi con khóc là bởi vì con thấy tình cha ấm áp như dần thái dương. Còn con ở bên Đài Loan là con thấy tình cha ấm áp như thùng nước sôi không à. Chứ không giống dần thái dương đâu nha. Vậy con ơi, con hãy thương những người trong gia đình con nhất. Rồi sau đó con hãy cố gắng con làm những điều lành nha con. Nha. Vậy con gặp được cha một lần này, không biết ngày mai con có gặp nữa không. May mắn cho chúng con gặp được lần này. Chúng con nhớ về nhà chúng con ăn cây cỏ mang hạt giống, tức là ăn chay đó, để chúng con được gần gũi Chúa, gần gũi mọi người nha. Rồi Chúa sẽ chúc phúc cho chúng con. Còn ba của con ở đây thì ở đây là chữa bệnh đó mà, chữa bệnh của ba con mà. Thì bệnh của ba con đâu có lớn lao gì, nhưng ở bên Đài Loan là chết. Còn ở đây thì bệnh này không có lớn. Nếu bệnh này mà lớn, cha không dám mở phòng khám. Bác Đông đồng ý không? Bác Đông ổng cũng không từ Mỹ về đây mà ổng ngọn làm giám đốc cái nhà thương Lòng Chúa Thương Xót này. Nha, ổng không dám luôn. Có nghĩa là nguyên một cái ban này đã nghiên cứu nhiều năm lắm rồi con, chứ không phải mới nghiên cứu ngày hôm qua. Vậy cái bệnh của bố chồng con không có lớn đâu. Nhưng mà cha nói lại một lần nữa là chúng con ở bên chân trời Đài Loan, chúng con còn có cái tâm, chúng con mới được gặp cha ở đây. Ngày mai này chúng con về chân trời Đài Loan, về trời Đài Loan con phải phát huy cái tâm nó lớn hơn. Hơn nữa mình phải làm sao cho sáng danh Chúa. Nếu con là Phật thì con làm sáng danh Phật, còn con là Chúa thì con phải làm sáng danh Chúa. Con hãy nói với mọi người bên Đài Loan, ở bên Việt Nam tao các cha còn thương nhiều lắm. Tụi bay có bệnh tao dẫn tụi bay về, các cha tao ở nhà không bỏ chúng bay đâu nhé. Các cha tao đang ngồi ở đó chờ chúng bay về, các cha tao chữa bệnh ở đây, cha chữa bệnh yêu thương và cho không. Cho dù chúng con là Việt Kiều, cho dù ông này là người nước ngoài, nhưng mà cho cha tiền cha cũng không nhận đâu. Chúng con đừng tưởng rằng cha sẽ nhận đồng tiền chữa bệnh, không có chuyện này đâu. Ở đây cha yêu thương và cho không 196 quốc gia. Đó là cái lý tưởng của cha. Mà đó chính là lý tưởng mà Thầy Chí Thánh là Chúa Giê-xu đã dạy cha. Phải đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng và yêu thương và cho không.
Đó là lý tưởng của Thầy Chúa Giêsu đã dạy cha như vậy. Giờ thì cha không có cơ hội cha đi loan báo, thì cái lời của cha sẽ vang dội tới các nước khác để người ta trở về đây để cha loan báo. Bác Đồng có đồng ý cho nó? Bà con có đồng ý cho nó câu này cha nói không? Cha là người yếu đuối, người nhỏ nhoi, người nhỏ bé, rồi người dốt nát, người nghèo khó. Cha không thể đi loan báo tin mừng khắp nơi được. Thứ nhất là cha không có trình độ, không nói được nhiều thứ tiếng. Thứ hai, cha không có tiền. Thứ ba, cha không có quyền. Thứ bốn là cha không có một cái người nào mà hiểu được cha hết. Vậy thì cha chỉ có một cái tình thương là cứ dấu này mà người ta nhận biết các con là môn đệ thầy, là các con hãy yêu thương nhau. Thì khi cha thực tình thương đó thì tự động cái lời cha nó vang dội tới tai qua. Chúng con mới biết. Vậy thì rõ ràng là cái sức mạnh của tình thương hút chúng con về. Giờ đây không phải cha đi rao giảng nữa, mà tự khắc Chúa sẽ đưa chúng con về đây để cha rao giảng. Và bằng chứng là hôm nay chúng con về đây, chúng con nghe cha nói chuyện, chúng con thấy ấm lòng. Mười mấy năm nay không ai an ủi một câu nào hết. Toàn bộ là bước ra đường là thấy tiền, tiền và tiền. Hơn nè, thấy huynh lộn, chửi lộn, thấy hơn thua ganh tị không. Điện thoại về cho cha mẹ thì cha mẹ nói khổ quá con ơi, tôm năm nay chết hết rồi, ở nàng rền mà cha rành quá mà con. Thế Cà Mau phải không? Bạc Liêu mà, à thế rành quá mà. Con ơi, cha khổ quá. Hãy điện thoại gì cho cha mẹ thì cha mẹ khổ quá con ơi. Điện thoại gì cho bạn bè thì nó nói khổ không. Không dám điện luôn. Hãy điện cái nó hỏi tiền mà bên kia tưởng mình là ngon, ai già đâu, đi ở đợ không con. Phải vậy không? Đi ở đợ cấp cao một chút thôi. Phải nè. Đi ở đợ mà có tiếng tâm một chút thôi, chứ không phải là đi làm tốt. Nhưng mà may mắn thay là con người nhỏ bé của cha, Chúa lại, cha lại ấp ủ cái lòng từ bi của Chúa. Thì cái lòng từ bi đó nó vang dội tới lỗ tai con và lôi kéo con về. Không phải con về mà lôi kéo cả người không cùng ngôn ngữ với con cũng về. Đó là quyền năng của Chúa. Và nơi này không phải lôi kéo người Đài Loan mà sẽ rất 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 nhiều người trên 196 quốc gia. Và sắp tới đây cũng Bắc Đông cũng phải ở đây rồi để mà cứu nhân độ thế, để mà giúp cho những người ở quốc gia khác người ta về đây để người ta cứu mạng người ta nha. Cha chỉ là người nghiên cứu một cái công nghệ nano để cứu bệnh thôi. Còn tất cả những việc chữa bệnh hay là bằng cấp, cha không có gì hết. Bây giờ bằng chứng là con dòm thấy nè, 2, 4, 5 người này, 6 người này nè, người ta bận áo giáp không à. Còn cha nít nôi cho áo giải còn không có bận nữa đâu. Áo giáp này, áo giáp con bắn không lũng. Còn cha giờ cho bận áo này, ai cho? Cha đâu có bằng cấp, nghe hiểu không? Nhưng cha có tình thương, cha sẽ cố gắng, cha thương nhiều hơn nữa, để tất cả những cái tình thương đó nó sẽ hằng ngày nó sẽ cắt vào tim người khác. Mỗi lần mà nghe nói tới cái ông cha Tường là người ta cảm nhận được một cái tình thương như dao cắt vào tim người ta vậy, để người ta thấy được Chúa ở trong lòng của người ta. Điều đó là điều cha mong mỏi, và điều đó là điều cha đang trăn trở và cha thực hành mỗi ngày. Bằng chứng là những người đang chữa bệnh ở đây, ngày hôm qua đây là cái đám chuối, hôm nay nó là cái nơi để mà che nắng che mưa ngồi mát để chữa bệnh. Có phải là do cái lòng muốn của cha không? No. Cha mong mỏi làm sao để cho mọi người hiểu được Chúa. Còn bản thân cha không quan trọng đâu con. Cha thành công tối về cũng không có ai cười. Cha thất bại tối về đêm về không ai khóc. Cha đâu vợ con. Vậy thì cuộc đời của cha thành công hay thất bại điều đó không quan trọng. Cái quan trọng là cha làm sao để cho mọi người hiểu được cái tình thương của Chúa. Nghe nói đến Chúa là họ cảm nhận được có một nơi này để cứu họ. Vậy thì nghe nói đến Chúa họ cảm nhận được có một nơi này để cứu họ. Vậy thì bắt đầu từ hôm nay trở đi, bác sĩ Đông,
và sáu lương y này phải sống giống như cái lời cha nói đó. Bác Đông đồng ý không? Sống giống như lời cha nói đó thì đó là điều cha mong mỏi nhé. Còn riêng về cha thì không có biết chết bữa nào con, cha không biết cha đi bữa nào, bởi vì cha biết cái cơ thể của cha, cha biết cái ngày sống của cha, cha biết cái thời gian của cha, cha hiểu hết. Nhưng mà cha không biết được cái ngày rõ ràng thôi, nhưng mà cha biết chắc chắn cha không còn ở bao lâu nữa. Do vậy mà cha cố gắng, cha tập, cha thương, cha tập, cha thương. Nhưng trong cái tình thương nó có cái nguyên tắc, chứ không phải là gặp ai cũng thương, gặp ai cũng thương rồi cái tình thương đó nó trở thành tình, không có tình thương. Vậy hôm nay chúng con dẫn ba chồng chúng con về đây để chữa bệnh. Chúng con phải bắt đầu từ ngày mai trở đi thì thầy Thanh ban lương diện chẳng này sẽ dạy dỗ chúng con, để chúng con dạy dỗ bố chồng của mình. Hai đứa con nuôi luôn phải không? Hai đứa con nuôi luôn hay là một đứa? Ở đây nuôi luôn nha, ở đây nuôi luôn. Rồi đó là cha chỉ nói nguyên tắc vậy thôi. Còn cái nguyên tắc mà hàng ngày để mà khám bệnh thì tụi con phải giúp cho ba chồng con ăn cái gì, uống gì, ngủ gì. Không được trật phát đồ nghe con. Không được trật phát đồ. Mà đối với những người như thế này thì tạm thời ở đây để không sai phát đồ. Còn nếu ra nhà trọ là nhất định sớm muộn gì cũng sai. Mà sai phát đồ chữa không được. Thì đó là cha nói với tụi con như vậy thôi nha. Còn bây giờ khi vào làm giấy khám bệnh thì sẽ có một cái đơn xin khám chữa bệnh miễn phí. Tức là ký tên vô đây để chữa bệnh không tốn tiền. Một cái đơn thứ hai là giấy cam kết khám bệnh. Nếu có chết bất đắc kỳ tử hỏng thưa ở đây. Con có đồng ý không? Trước khi con đi vậy chồng con biết không? Tất cả mọi người đều thông đồng hết rồi ha. Thì không thông đồng con không nhãn về đây được đâu hết bắt đầu. Vậy thì trong quá trình chữa bệnh mà nếu có chết chóc hay là bất đắc kỳ tử gì không được thưa kiện ở đây nha. Chúng con phải ký tên vào đây nha. À, thì bây giờ thầy Tâm qua đây chỉ cho họ ký tên. Bây giờ trước tiên là ông chữa bệnh ký tên, rồi tụi con là một người ký tên nữa. Ký vô vào này. Rồi bây giờ ai là con dâu? Con là con dâu thì con đưa cho con dâu ký tên. Làm chứng một. Con là gì? Chị. Con lại ký vô, con cũng ở Đài Loan luôn. Dạ. Một đứa con dâu ký được rồi. Anh là cha nuôi phải không? Anh ký vô đây. Ký vô đó để là ban đại diện giáo xứ Nàng Rền. Ha. Người chứng hai ký trước đi. Để trước cũng được. Ban đại diện giáo xứ Nàng Rền, giáo phận Cần Thơ. Tắt được nghe chưa? Đi đại diện. Cô ủa? Cô ủa chứ? Ủa. Nè, chứ bơ nhớ cô ủa chứ? À. Giáo phận Cần Thơ. Phải giáo phận Cần Thơ không? Yeah.
ký tên, viết rõ họ tên. Rồi, à, bây giờ bác Đông ký vô đây ha. Bác Đông ký vô đây thay cha Tường nha. Bác Đông sẽ là người ký thay cha Tường những năm tháng ở Việt Nam ha. Ký đại diện đây là mùng 8 phải không? À. Ký ghi rõ họ tên chức vụ đóng ngọc vô. Rồi bây giờ các lương y ký vô nha. Các lương y ký vô đây. Như vậy con ơi, như vậy bố chồng con đã được chữa bệnh miễn phí nha. Và chữa cho đến khi nào hết bệnh về nước nha. Rồi như nãy cha có nói, chữa bệnh trong quá trình chữa bệnh mà có chết chóc thì không được thư kiện nha. Nãy có ông ban đại diện của giáo phận Cần Thơ đã đại diện rồi, giáo sứ Nàng Rền, cha sứ là cha gì? Dạ, cha Nguyễn Khắc Đệ. Nguyễn Khắc Đệ, dạ. À, Nguyễn Khắc Đệ con trẻ mà phải không? Dạ, dạ. À, hôm nay anh đi cho đệ biết không? Dạ, biết. À, có trình ổng không? Dạ, con có thông qua với cha. À, ổng nói gì không? Dạ, ổng này thì cứ đi cứu nhân độ thế. À, vậy tốt rồi ha. À. Rồi như vậy là tất cả mọi người chúng ta đã thống nhất rồi ha. Bây giờ còn khúc sau thì ban diện chẩn là thầy Thanh với thầy Tâm, thầy Năm, thầy Tiến, thầy Hạnh. Những thầy này sẽ luân chuyển bố con đi tới đâu thì con sẽ đi tới đó. Ở phòng này, ở phòng kia, khám chỗ này, khám chỗ kia, tụi con cứ làm theo. Rồi từ từ sẽ hết nha. Rồi cuối cùng cha nhắc chúng con là phải ăn cây cỏ mang hạt giống, vì đó là thức ăn của con người. Nếu không cũng sẽ bệnh tật như vậy nha. À, cuối cùng cha cảm ơn cộng đồng mạng đã nghe lời cha chia sẻ nãy giờ. Và cha cũng thay mặt cho tất cả các bệnh nhân ở đây cũng như các lương y bác sĩ ở đây cầu nguyện cho cộng đồng mạng. Xin chú chúc lành cho cộng đồng mạng. Và cuối cùng cha cầu mong rằng tất cả các quốc gia trên thế giới sẽ trở về đây để được Thiên Chúa là đứng vào lòng thương xót chúc lành, chữa lành cho mọi người. Xin mời bác Đông nói hai thứ tiếng cuối cùng. We thank you very much for your attendance to her with us. Our purpose is the love for all, look like the God. And we open for 196 countries. Who has difficult disease, cancer, come to here and we can to help. Vielen Dank für zu hören mit uns sprechen für heute. Unser Ziel ist bringen die Liebe. Güte für alle Leute in der Welt und wir bereit zu öffnen unsere Krebs Hospital Krankenhaus und wir bereit zu helfen ihr habt ein Problem bitte kommt zu uns zu hier ist Vietnam. Trà Vinh, Vinh Kim và Dòng Lớn, vì Vatan und wir herzlich danken für alle mit Gott. Amen. Con hỏi bố chồng con muốn nói gì không? Nhiều bé con sao rồi? Oh.
À, tôi về phải hả? Cô ở căn hả? Con thông dịch hả? À, là chè hả? Tàn bồi lắm. À, tàn tàn ở... Ô lô thì chăm nó... Chăm nó chăm nó... Nó chào hải. À... À, bò lắm tế đi. Bò con về lại... Khoan... Thỉnh tế ra. Xìm quá à, thế à. Ok, rồi bây giờ thì Thanh xử lý cho ổng chút nha. Chỉ ông chỉ định ổng đi theo tuyến nha. Rồi tất cả mọi người chờ chúng ta khám bệnh nha. Xin mọi người đứng lên chúng ta đọc kinh nha. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha, vì đã có trước chưa cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Chúng con cầy gì danh Chúa nhân từ cho các đấng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thay mặt Đức Chúa Trời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Rồi xin mọi người chúng ta theo thứ tự phòng khám làm việc nha. Thiên Chúa là tình yêu. Nơi nào có tình yêu thương là ở đó có Thiên Chúa ngự trị. Hết cả trí khôn cùng yêu anh.